xin chào tất cả các chị yêu đã đến với kênh mỹ phẩm chính hãng Shop Bách Tuấn nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các chị về một cái dòng sản phẩm là dung dịch vệ sinh phụ nữ Hana Soft Seal. Đây là một dòng sản phẩm của diễn viên Thanh Vy ấy, sản xuất nên cái dòng sản phẩm này cực kỳ hiệu quả luôn. Đây là dòng sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ sản xuất tại Việt Nam, và đặc biệt là cái dòng sản phẩm này có công dụng là vệ sinh cơ quan sinh dục của nam và nữ luôn. Đây là dòng sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép nha mọi người. Sau bao ngày hot, cực kỳ hot luôn. Cái này là về hàng bao nhiêu cũng bị hết, cũng bị cháy nè. Thì hôm nay thì em mới cầm trên tay, cũng như là em sẽ giới thiệu cho tất cả các chị về cái dòng sản phẩm là Hana Soft Seal. Đây là một cái dòng dung dịch vệ sinh phụ nữ dành cho nữ hoặc là nam giới đều sử dụng được. Đây là dòng sản phẩm rửa phụ khoa hàng ngày. Cái dung tích của nó là 150g nha mọi người. Cái dòng sản phẩm này á sử dụng rất là đơn giản, với chị sẽ vệ sinh vùng kín là bằng cách là rửa sạch với nước, sau đó chị lấy một lượng gel này tạo bọt, sau đó chị sẽ rửa vùng kín nha. Cái này là rửa bên ngoài vùng kín thôi. Cái này dòng sản phẩm này sẽ giúp cho cái vùng kín được đẹp nè, được se thích nè, đặc biệt là ức chế cái hoạt động những cái viêm gây ngứa thì nó sẽ hoàn toàn biến mất luôn, và giúp cho se thích vùng kín nè, đặc biệt là làm sạch vùng kín, cân bằng độ pH của vùng kín, cũng như là giúp cho vùng kín được sạch sẽ hơn rất là nhiều lần. Đây là dòng sản phẩm sử dụng hàng ngày, là một cái dòng sản phẩm chuyên dùng và chăm sóc bảo vệ vùng kín hàng ngày, với cái công thức được nghiên cứu và xây dựng dựa trên sự tham vấn của các bác sĩ chuyên gia phụ khoa phụ sản, dược sĩ chuyên ngành bào chế, kết hợp với các thành phần tự nhiên chiết xuất từ thảo dược, lá trầu, lô hội, muối tinh khiết, và có tính an toàn phù hợp với sinh lý vùng kín của phụ nữ và không ảnh hưởng tới cái độ pH sinh lý của bào, đặc biệt là rất tốt cho phụ nữ đang mang thai. Đây là dòng sản phẩm rất là tốt luôn nha mọi người. Mọi người có thể là sử dụng mỗi ngày 2 lần để làm sạch vùng kín, cũng như là để giúp cho vùng kín được sạch sẽ và thoải mái hơn. Đây, cái này sản xuất nè, cái hạn sử dụng và cái solo có in trên cái hộp nha mọi người. Các chị chỉ cần làm dẫn nắp này lên thì sẽ lấy gel ra thôi nha. Cái chai rất là dễ thương luôn. Một cái chai như thế này thì bên em đang được phân phối cái giá rất là mềm, rất là rẻ luôn, cam kết hàng chuẩn chính hãng 100%. Nếu mấy chị cứ mua hàng bên em cứ yên tâm. Hiện tại là em đang like là hàng chính hãng 100%, nên mấy chị khi mà gọi điện cho em á thì đừng hỏi là em ơi hàng của em chính hãng hay không, tại vì trong cái live stream này, trong cái video này thì em đã giới thiệu là bên em bán hàng chính hãng, thì mọi người không cần phải hỏi lại nữa nha. Hàng chính hãng 100% nha mọi người, đảm bảo uy tín về tất cả các khách hàng của em. Mấy chị mua hàng thì có thể đặt hàng qua số điện thoại hotline bên em là 0355 838057, hoặc là mấy chị có thể là liên hệ qua cái Facebook bên em là Facebook Trần Thị A Rick chuyên sĩ mỹ phẩm, hoặc là qua cái Zalo bên em qua số điện thoại là 0933 766 739, hoặc là 0773339279 để được đặt hàng, cũng như là mấy chị có thể là kết bạn qua Zalo và qua số điện thoại này của em. Số điện thoại này thì mấy chị có thể là gửi tin nhắn qua cho em, bởi vì Zalo em đã đầy bạn rồi nha. Qua số là 0355 838057 được đặt hàng, cam kết là hàng chính hãng chuẩn 100%. Mấy chị nào mà muốn làm đại lý hoặc là muốn mua về để sử dụng cái dòng sản phẩm này á, cực kỳ thần thánh luôn, được rất là nhiều khách yêu của em lựa chọn, cũng như là người ta tin tưởng và mua dòng sản phẩm này sử dụng một cách rất là an toàn và được truyền tai nhau. Đây là một sản phẩm rửa phụ khoa rất là thần thánh, cũng như là rất là ok luôn nha mọi người, không cần phải bàn nữa nha. Đây là dòng sản phẩm chính hãng 100%. Hãy nhanh tay đặt hàng, số lượng có hạn, đặc biệt là bên em chuyên phân phối giá trị tốt nhất, rẻ nhất và hàng chính hãng nhất cho tất cả các chị yêu nha. Bây giờ sẽ kết thúc cái video này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người. Chúc mọi người luôn luôn xinh đẹp và luôn luôn thành công. Và muốn mua hàng chính hãng thì liên hệ ngay cho em nha mọi người. Bye bye.